Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Tất đại chứng minh nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phương văn khắp mười phương cũng dường ngôi Tam Bảo thề trọn đời giữ đạo theo từ tấm nằm lành cùng pháp giới chúng sanh tâm bồ đề kiến bồ chế tôn học vận bình xá đề phổ nguồn mê chẳng quay về bờ giác ngà. Nam mô hương cung dường bồ tát. Nam mô hương cung dường bồ tát. Tăng Phạm Vương Phổ Thượng Ba Cõi Chánh Ai Bằng Thầy Dễ Khắp Trời Người Cha Lành Chúng Bốn Thời Quy Lý Tròn Một Niệm Nhất sạch nghiệp ba kỳ sức dưỡng cùng tám tháng hưởng kiếp mà năng tầm Phật dùng hào quang sáng ngời trước bao thọ thân con anh hiền cuối đầu xin thề nguyện quy Phật tôn
Kim nữ vừa bén chiến đàn khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thành mấy bao kiếp tường tướng phong đỏ biến ngọn hướng chi thiền pháp thông toàn thế hiện tiền chứng minh hương nguyện phước hiền bác cho Nam Mô Hương Phật Cải Bồ Tát. Nam Mô Hương Phật Cải Bồ Tát. Nam Mô Hương Phật Cải Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiện Thủ Thiện Nhãn Vô Đại Đại Bi Tâm Đà Ra Trí. Nam Mô Hằng Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam Mô Na Di Đà Bà Đô Kiệt Đề. Thường Bản Ra Dạ Bồ Đề Tăng Đô Bà Dạ Ma Ha Tăng Đô Bà Dạ Ma Ha Ca Đô Đi Ca Dạ Tăng Văn Đa Mạc Dề. Cho Đàn Na Đăng Tòa Nam Mô Tăng Kiên Đời Đời Mong Ma Di Đà Bà Đô Kiệt Đề Tăng Văn Đa Đăng Đà Bà. Nam Mô Na Ma văn đăng sa đê tát ba ta đâu vô bằng na thời dân tát ba ta đát nam ma bằng
gia ma tầng đàn đó đã điệp phá ta bà đồ hà đồ án đề ba đa đề di ca đề ma ha bồ đề ba đồ ba 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 ma ra ma ra ma ra ma ra ri đà dần đồ 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 yên mong đồ 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 phát xà nhà đế ma ha phát xà nhà đế đá ra đó ra đề đi đi tóc phật ra gia dần ra gia ra ma ma
như giáo bài ngàn dành dò tứ chúng thân đàn hình y à. Thứ nhất giờ được nhớ kỹ như thầy như Phật đang thì bên ta các nghề trăng nghiệp xấu xa à. Quân ăn thanh tịnh động tà nơi tâm mà không nên bôi quẻ xin xăm mà buồn mê niệm chú dễ nằm đường ma à. Trong trong chánh niệm vậy mà tu cầu giải thoát mới là đẹp sinh ra giới đầm sớm luôn sớm chặt nhìn à. Sanh ra định tòa trí minh ấy mày nhắn cùng khắp cả gái trai nếu không giữ giới rất tài điều tan à. Giới là gọi gốc tâm mang dựng người an trụ vững vàng đường tu không còn đúng chiến bày ngũ đức sanh định tòa thoát tù thế gian à. Thứ hai trở tâm vững vàng giữ dừng nắm cửa một đàn thắng ấy không theo ngũ dục trần ai à. Như người cưỡi ngựa cầm hoài dây cương phải định chớ từ cho thường hiểu hơn một chút đàn đường ta mê à. Tâm viên ấy mà đàn ghê trở nên phong dầm thảm thế muôn đời rơi vào hồ thẳng chơi vơi. Hiện ra ngô dụng bế đời khó ra người tu cầm phải đánh sang thấy nghe thường trụ chế tà nơi tâm à. Dù cho đi đừng mỗi năm mà người tu phải nhớ âm thầm siêng năng thử ba tiếp thực uống năng vừa no đủ ngắm để nàng nó tu mà tham ăn trí về ám ô đầy hơi nàng bụng lũ tù khó tiêu tự tư chớ tham ngủ nhiều siêng năng tu thật học điều tâm tâm mà nói lừa rắn độc tà tâm mà nhớ không làm chủ mới hồng thanh tớ phải biết hồ thẹn người hơi à. Đừng cho lực đắc hại đời khổ đau thử năm đông dẫn chừa máu phải thường nhận nhìn trước sau đông ngoài à. Nhận hờn gây lập nạn tay người thân xa đánh ngoài ghét gánh đã gây bao nghiệp ác bất đành theo ta con được tâm thành từ lâu vẫn là tên cướp đứng đầu lấy đi trí tuệ đức mẫu người ta à. Người tu cần phải tránh xa không tham không nhận mới là khôn ngoan tâm ta là giá chánh màng chấp chi nặng nhẹ thế gian làm gì à. Bỏ đi tám mắt trầm chi hưởng nguyện bổn tánh đến đi nhẹ nhàng thứ sáu kêu màng bất an thường đến khiêm tôn thành đàn từ bi à. Xóa đầu ba tự nhớ kỳ người tu bỏ hết những gì thế gian sao còn hào mạng vẻ quang để cho thế thật nhìn an tức cười à. À mình khiêm tốn ai nơi sống đầm vô trụ thánh thơ tâm mà thứ bấy xin cũng nịnh ta trừ người tu trừ tiệm mới là khôn ngoan à. Nói làm ngay ngắn thành đàn hạ góc dốt chiêu là tráo hàng mỹ dẫn giữ tâm đón cảnh chiến năng đạo đời hai mặt rất cần lòng ngay à. Thơ tâm thiểu nhục hàng ngày lòng ham muốn
đủ an vui vậy thì thương người tu hành miệng đi xa nơi huyền não thực thi tâm thiền ở nơi thù hội bất yên nhớ sanh hô diễn giới hiền trần ai muốn đến kiếp phải vũ mày giữ tâm tình tĩnh thường ngày nó tu à cầm mực về bị nam mô lòng đèn trí tuệ thoát tù thế gian người một tính tâm đụng bàn chiến căn hành đạo vững vàng đường tu à thì như tiểu thủy đường lưu tập năng riêng thật phong phú miệt mài không màng thế lực của ai không màng danh đời sắc tài thế gian à một lòng tin tăng thành đàn ghét mưa chấm chính phật đàn được lớn mười hai chánh niệm chớ quên nhớ điều chân chánh dưới trên thuận hòa trí tâm lục tử gì là không con tránh khở niệm tà nghiệp mưa thất tình lục dục khá chừa chứ phiền não tắc không lừa được tâm mà thầy nghe như thị con tâm thì là đừng tắc không tâm hại ta như người nhập trọng báo ta tắc vô sở quý gọi là bất vong mà mười ba thiện đến nơi đồng mà nhất tâm thường chủ bất tâm ngoại viên sáu trần vô trụ là thiền tâm đắc tại định thấy liền nhớ mong nhớ mong thường trụ có lòng mà cánh trần danh diệt bụi hồng thế gian à vô sanh tâm mây niết bàn thượng đường tinh tâm an nhạc định tánh như người giữ nước đế canh không cho thì chạy tâm thành huệ khai người bốn trí tuệ hiện bày thường không tham đập trần ai gọi hồng mà thường tự tin sát nơi đồng mà chẳng để sai sót ở trong tâm mình à ý theo bên phật dẫn nhìn là năm đất dài thoát tử chẳng dẫn sơn đời phật thể ngãi minh sơn à nếu có được vậy phi nhân phi đời trí tuệ con năng tiếp thời như thuyền to lớn đưa người vượt qua à không còn sắc tử bên nhà như ngọn đèn lớn sáng nhà vô minh như là thuốc quý hồi sinh nhớ cái kiếm tơ nhân tình nghe cửa như chiếc điều bén đốn cửa nà cây phiền não sống trước nhà văn tư tu thập vân vàng đám tăng đời ít muôn ngàn người tu tuy là bất thiện phạm phu à nhưng có trí huệ thoát mà thù thế gian mới làm bất hy luận bàn nói chơi tán đoàn bất an tâm mình à trở về bổn tánh vô thức an vui tình nhiên nghe nhìn như tiếng ngoài thì vô trụ muốn duyên trong thì tình tình trí hiền nhớ ông à thời gian tự miệng ấn hồng thượng từ gắn sự cố công tu hành bỏ đi cái tất bất thành xa địa đắm dụng tập hành siêng năng à dù cho ở chốn tiền tăng hoặc ngày vừa chờ cũng hoàn hạn đi thường tự gắn sức thọ trì năng siêng năng tu tập thốt đi nghiệp trần à từng đều phí nhân thần để sau hội tiết ấm năm muộn mà Phật như người khéo chỉ đàn hành nhân phải tự bước sang đến nhà nếu con đi đổi tay ta à cho nên đến Phật vậy mà dành linh nó
người bày dân bó nghi tình dân lý tử để chữa tin hội niềm cầm trong chung hội tiền còn nghi hoặc thì liền hội máu hầu đâu đã bước vào niềm bệnh với phật trắng sao thế dời trường đi của phật con đời bất di bất dịch vậy thời gian đi tìm pháp tử để ý con còn nghi hoặc thoát đi ai hà cô tập diễn đạo đó là chân lý bất nhập thoát mà tứ sanh nay 18 đồ thoát chúng sanh những người được đồ đắc thân na na vượt qua biển khổ tan mà chúng sanh hậu thế độ mà về sau kể kinh phật đã truyền trao tao duyên được đồ thoát rào tứ sanh à mấy lời phật dạy định nên đã rước sau được độ vẫn tin thoát trần người chính thường tại pháp thân tứ chúng đề tứ năm cần hành ni à phạm tâm còn mãi nhớ nghĩ còn tâm tứ đại hợp thì phải bán đó là quy luật tuần hoàn ngã vô thường tranh diệt thế gian cõi trần à này ta sắp bỏ sáng tâm dẫn tâm rằng từ pháp tâm thường còn tự dung chớ con héo vốn áo siêng năng tu tập chẳng còn tứ sanh nè 20 kết luận rằng rằng các mong hay rằng thực hành siêng năng động và bất động pháp trong là tướng bài hoại phải cầm bó đi à đời dậy sau núi ngặt để ta sắp nhập diệt vậy thì hành ý tam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à tam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à tam mô bổn sư thích ca mâu ni à phật à Yeah.
nà chân pháp kia điều xả nhị không vận lòng trí tuệ định tâm bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngài có chi hùng bộ tức xa hiền mộng thường đạo điên tâm không rột ráo chữ diễn niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn à tam đế phật ấy đàn bạc nhã đạo bồ đề chứng qua chánh chân cho hay bát nhà đã hướng pháp môn tối thắng cõi chân màu bề thiệt thần vô linh đi đại lực thiệt thần chủ đúng vực quán minh ấy chú tối thượng ngoại linh ấy chú vô nhận tinh tinh ngoài thần trừ thần đã nguyên nhân các khổ thức tinh nồng giác hồ bồ sứ tiên nhiên chớ thiền bận hư nát lan thần chủ giống như thế ta rằng Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật nguyện Phật từ quan trọng cảm ơn vô sơ quan giác đạo tràng dưỡng minh công đức. Thế thời hiện tiền đệ tử công đối Phật tiền thành tâm cũng tụng đại thừa Pháp bảo như giáo tôn kính cập niệm Phật công đức nguyện. Hồi ơn công đức tề nguyện tượng chúng Phật nhập cảnh huy mạng lưng tượng diễn phẩm điều vụ thuần quán thể dân an dịch bệnh tiêu trừ thế giới hòa bình chúng sanh an lạc thiền môn bất tịnh hai chúng còn an hòa nhập cộng đàn đá cánh nhiên phước thọ và mời ơn công đức cầu bình an gia đình Phật đệ tử bụi thị lòng pháp danh chân tánh đồ thị khúc pháp danh đạo an đổ văn đường hợp danh lá danh các đồ thì tuyết mai pháp danh từ châu đổ văn thường pháp danh chân tư đổ văn thần pháp danh trí năng đồ thanh thủy pháp danh từ quan đồ thanh thủy pháp danh từ nam em chỉ đề từ vốn đẳng tâm du hướng tới mạng vị bình an tử thời vô tiếp tiêu chỉ tai quán tế thụ đồn lãi chỉ cả thanh gia đình hướng thành nguyện thuộc đồn viên tùy tâm thì nguyện cơ cầu như ý cập kỳ siêu như vậy viên linh độ văn pháp của nhân tuệ minh bùi văn pháp pháp nhân chân đà phạn ô thì đấu pháp danh chân đức hiện độ văn tư linh đồ đế thì đỉnh pháp danh đề nghĩa linh đồ văn húc pháp danh chánh tâm hương linh đồ văn siêu pháp danh chân đà hương linh đồ văn siêu pháp danh chân thiền viên đồ hương linh đồ văn thoát pháp danh chân thiền nghĩa hương linh huyền thị bạch pháp danh chân bảo thọ hướng linh bùi thị tám hướng linh đế quanh chấm nghe chư thiên nhân thừa tử tam bảo đường tổng bốn tam bà siêu sanh thành độ khổ nguyện ông siêu dương thành phật giờ chúng sanh đồng thành phật đạo nam mô a di đà phật ma thế giới